Đúng chưa? Xin chào tất cả quý vị và các bạn, thì ngày hôm nay em xin giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn là sản phẩm máy bơm nước chạy dạng thuyền, dạng xuồng. Con này của em là bơm tưới, bơm tát nên dùng rất là hay. Ống của nó ống 40, hút rất là tốt, rất là nhiều nước. Con này dùng rất là đơn giản, khi mà chúng ta chỉ việc là giật nổ cái động cơ bên trong là sử dụng động cơ GX35 Honda 4 thì chúng ta giật nổ lên và chúng ta ném xuống kênh mương rạch hay là xuống sông ao hồ là chúng ta có thể hút nước lên rất là đơn giản dễ dàng. Và toàn bộ cái trang thiết bị của máy thì hiện giờ các bác có thể tham khảo qua như này. Chúng ta sẽ có một cái động cơ 4 thì nằm trong một cái thuyền. Dây thì dài 4,5 m và kèm theo đó là một cái vòi đa năng. Vòi đa năng này chúng ta có thể là phun xòe bằng cái việc là chúng ta xoáy làm sao cho cái núm chúng ta cao lên. Và còn nếu mà phun xa thì chúng ta xoáy lên xuống dưới. Còn nếu mà chúng ta mà phun hút để hút nhiều nước thì chúng ta tháo hẳn cái vòi chúng ta ra và chúng ta dẫn nước ống lên. Cái này của em là ống 40 thì nếu mà các bác muốn dài hơn có thể mua thêm ống bạt hoặc là ống các loại ống tương tự mà chúng ta có thể nối lên vào. Và trang thiết bị phụ kiện của chúng ta sẽ gồm có thêm một cái lọ long nhớt, rồi thêm một cái phễu và các trang thiết bị để chúng ta tháo lắp đặt chiếc máy. Thì kèm theo đó chúng ta sẽ có hai con nhê, cái tô vít, rồi độ tháo buji, rồi cả lục giác cờ lê, rất là nhiều phụ kiện để chúng ta có thể sử dụng. Và trước khi mà chúng ta muốn sử dụng cái chiếc máy này thì chúng ta có thể tham khảo, chúng ta sẽ đong cho em là tầm độ khoảng 55-60 ml nhất. Chúng ta không nên đong nhiều quá thì bụng nó no và nó sẽ không thể nào chạy cho tốt được. Nó sẽ sặc lên và lên chảy cả bồng gió và ảnh hỏng hết các xe măng. Chúng ta không nên làm như vậy. Đổ nhớt vào và đổ thêm cả xăng. Xăng thì cái này của em nó tầm độ khoảng 1,5 đến 2 lít xăng thì các bác dùng thoải mái, không phải lo nghĩ gì. Trước khi sử dụng thì các bác lưu ý cho em là chỉnh cho lá gió xuống phía dưới và bơm cho em cái bong bóng xăng. Bong bóng xăng làm sao cho cả hai ống của em nó hết bong bóng là được. Thì các bác chỉ cần việc đơn giản đấy, các bác nhìn thấy nó sẽ có một chút bong bóng thì chúng ta bơm nhẹ nhàng lên nó sẽ lên thôi. Giật nổ cũng rất là đơn giản, cái dòng này dòng 4 thì giật nổ cực kỳ nhẹ nhàng. Ga thì chúng ta chỉ cần bấm một chút thôi, sau đó chúng ta bắt đầu tiến hành giật nổ, kéo mạnh dứt khoát. Đấy, các bác nghe đấy. Sau khi chúng ta nó chạy xong, chúng ta để nó khoảng 5 đến 10 giây để cho nó chạy ổn định, sau đó chúng ta bắt đầu tăng ga và chúng ta đặt chiếc bơm xuống dưới nhất. Ra to là gì nữa anh? Hơi yếu. Chút nữa rời ngào. Vâng, các bác phải nhìn thấy đây là cái công dụng là bơm xa của em. Tính riêng ra tầm xa như này tầm độ khoảng 12-14 mét rồi. Ở đây là đỉnh bản lọc anh em nhé. Rất là nặng tay. Khi mà chúng ta dưới các cái dòng cây trên cao hay là dưới sâu dưới quả rất là đơn giản. Dòng cây trên cao kiểu như là tuổi như xưa. Chiếc máy bơm thuyền tưới rất xa, phun rất cao. À, các bác ở đấy, tưới cây các thứ, cây cao 3-4 mét tưới ngon lành. Thậm chí là 5 mét. Ở đây chính là chế độ phun mưa các bác nhé. Đang để này phun mưa rất nhiều, nước rất là đẹp. Bơm rất xa, 14-16 mét mà mới ở mức ga 1/3. Các bác có thể nhìn thấy cái máy bơm này tưới rất tuyệt vời. Đấy, em đang test ở cái ao đình làng thành Hoàng Làng. Các
Sau khi chúng ta sử dụng xong thì các bác chú ý cho em là giảm hết ga nhé. Giảm hết ga, sau đó chúng ta sẽ có một cái nút đỏ stop ở ngay phía trên nắp của máy, thì chúng ta chỉ việc ấn cái nút là nó sẽ ngắt mát đi, chiếc máy sẽ dừng hoạt động. Và trên đây em đã chạy thử cho quý vị và các bạn xem là cái máy bơm nước dạng thuyền, dạng xuồng của bên em sử dụng động cơ 4 thì Honda GX35. Để biết thêm thông tin chi tiết về dòng sản phẩm này, quý vị và các bạn hãy liên hệ với em theo số điện thoại ghi ở phía dưới mình để được tư vấn và hỗ trợ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.